Vừa qua, nha khoa Trồng Răng Sài Gòn đã diễn ra buổi chuyển giao công nghệ về máy Blue Laser S3, một thiết bị laser ứng dụng trong điều trị nha khoa. Buổi lễ được diễn ra với sự tham gia của đối tác cung cấp thiết bị Sotadi Việt Nam cùng với tất cả các bác sĩ và trợ thủ tại nha khoa Trồng Răng Sài Gòn. Blue Laser S3 là một thiết bị sử dụng công nghệ laser thông minh đầu tiên trên thế giới, có thể điều chỉnh được bức sóng, năng lượng và tiêu cự để thực hiện các thủ thuật trong nha khoa khác nhau. Máy có nhiều ưu điểm như không đau, không chảy máu, lành thương nhanh, diệt khuẩn tuyệt đối, bảo tồn răng thật, có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp như điều trị tủy răng, phẫu thuật mô mềm, làm hồng lợi, bộc lộ răng, cắt u lợi. Máy Blue Laser S3 là một giải pháp tiên tiến và an toàn cho các bệnh nhân nha khoa. Với mục tiêu mang đến những giải pháp nha khoa hàng đầu và chất lượng cao cho cộng đồng, Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn luôn không ngừng cập nhật những trang thiết bị, máy móc hiện đại giúp cho việc điều trị được tối ưu và mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng.